Khi Đức Chúa Giêsu biết được người Pha-ri-si có nghe nói Ngài thu nhận và làm báp têm nhiều môn đồ hơn răng. Thật ra không phải chính Đức Chúa Giêsu làm báp têm, nhưng là các môn đồ của Ngài. Thì Ngài rời miền Giu-đê trở về miền Ga-li-lê. Nhưng Ngài phải đi ngang qua vùng Sa-ma-ri. Vậy Ngài đến một thành của vùng Sa-ma-ri gọi là Si-kha, gần cánh đồng mà Gia-cốp đã cho con mình là Giô-sép. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Vì đi đường mệt mỏi nên Đức Chúa Giê-xu ngồi lại bên giếng. Lúc ấy vào khoảng 12 giờ trưa. Một phụ nữ Samari đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu nói với bà: cho ta xin nước uống. Lúc ấy các môn đồ Ngài đã đi ra phố mua thức ăn. Người phụ nữ Samari nói: sao ông là một người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho uống nước? Vì người Do Thái vốn không giao tiếp với người Samari. Đức Chúa Giê-xu đáp: nếu chị biết quà tặng của Đức Chúa Trời và người đang nói với chị cho ta xin nước uống là ai, thì chắc chắn chị sẽ nài xin người và người sẽ cho chị nước sống. Người phụ nữ nói: thưa ông không có gầu múc mà giếng thì sâu, vậy ông lấy đâu ra nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp đã cho chúng tôi giếng này. Chính Gia-cốp, các con và bầy gia súc của người đều uống ở giếng này. Vậy ông lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp: ai uống nước này sẽ còn khát mãi, nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ khát nữa. Nước ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời. Người phụ nữ nói: thưa ông, xin cho tôi nước ấy để tôi không còn khát và khỏi đến đây múc nước nữa. Ngài bảo: hãy đi gọi chồng chị rồi trở lại đây. Người phụ nữ thưa: tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu nói: chị bảo rằng chị không có chồng là phải, vì chị đã có 5 đời chồng. Còn người mà chị hiện có không phải là chồng chị. Điều này chị đã nói thật. Người phụ nữ nói: thưa ông, tôi nhận biết ông là một nhà tiên tri. Tổ phụ chúng tôi thờ phượng trên núi này, còn các ông thì nói rằng thành Jerusalem mới là chỗ đáng thờ phượng. Đức Chúa Giê-xu đáp: này người phụ nữ kia, hãy tin ta. Giờ sắp đến, các ngươi không còn thờ phượng cha trên núi này hay tại thành Jerusalem nữa. Các ngươi thờ phượng đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng đấng chúng ta biết, vì sự cứu rỗi đến từ người Do Thái. Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng cha bằng tâm linh và chân lý. Ấy là những người thờ phượng mà cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Người phụ nữ thưa: tôi biết rằng Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Christ, sẽ đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ công bố cho chúng tôi mọi điều. Đức Chúa Giê-xu phán: ta, người đang nói với chị đây, chính là Đấng đó. Lúc ấy các môn đồ đến, họ kinh ngạc khi thấy Ngài nói chuyện với một phụ nữ, nhưng không một ai hỏi thầy cần gì hay là sao thầy nói chuyện với phụ nữ này. Người phụ nữ bỏ vò nước của mình lại và đi vào thành nói với mọi người rằng: hãy đến xem
Một người đã nói đúng hết tất cả những gì tôi đã làm. Đó không phải là Đấng Christ sao? Họ ra khỏi thành và đến với Đức Chúa Giêsu. Trong lúc đó, các môn đồ nài nỉ Ngài: "Thưa Thầy, xin hãy ăn." Nhưng Ngài đáp: "Ta có lương thực để ăn mà các con không biết." Vì vậy các môn đồ nói với nhau: "Có ai đã đem gì cho Ngài ăn chăng?" Đức Chúa Giêsu nói với họ: "Lương thực của ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta và hoàn tất công việc của Ngài. Chẳng phải các con nói: 'Còn 4 tháng nữa là đến mùa gặt sao?' Nhưng ta nói với các con: Hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt. Người gặt nhận tiền công và thu chiếu hoa lợi cho sự sống đời đời, để cả người gieo lẫn người gặt đều vui mừng. Ở chỗ này câu nói 'người này gieo, kẻ kia gặt' là rất đúng. Ta đã sai các con gặt những gì mình không phải làm khó nhọc, những người khác đã làm khó nhọc, còn các con thì vào chia sẻ công khó của họ." Nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài vì người phụ nữ đã làm chứng rằng: "Ngài đã nói ra hết mọi điều tôi đã làm." Vì vậy khi đến với Ngài, những người Samari xin Ngài ở lại với họ, và Ngài đã ở lại đó 2 ngày. Qua lời của Ngài, số người tin càng đông hơn nữa. Họ nói với người phụ nữ rằng: "Bây giờ không còn phải nhờ những gì chị nói mà chúng tôi tin, vì chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Ngài thật là cứu Chúa của thế gian." 2 ngày sau, Đức Chúa Giêsu rời nơi ấy đi đến miền Galilê, vì chính Ngài đã xác nhận rằng nhà tiên tri không được tôn trọng nơi quê hương mình. Khi đến miền Galilê, Ngài được dân Galilê tiếp đón, bởi họ đã chứng kiến tất cả những gì Ngài đã làm tại thành Jerusalem vào dịp lễ, vì chính họ cũng đi dự lễ. Vậy Ngài trở lại Cana trong miền Galilê, nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Một viên quan trong hoàng gia tại Capernaum có người con trai bị bệnh. Khi viên quan này nghe Đức Chúa Giêsu đã từ Giu-đê đến Galilê thì tìm Ngài và cầu xin Ngài đến chữa cho con mình vì nó sắp chết. Đức Chúa Giêsu nói với viên quan rằng: "Nếu không thấy dấu lạ và phép màu thì hẳn các ngươi không tin." Viên quan thưa: "Lạy Chúa, xin đến trước khi con tôi chết." Đức Chúa Giêsu bảo: "Hãy đi, con ngươi sẽ sống." Viên quan tin lời Đức Chúa Giêsu nói với mình và đi. Khi ông đang đi, các đầy tớ của ông đến gặp ông và nói: "Con trai của chủ sống." Viên quan hỏi họ: "Con ông đã bình phục vào giờ nào?" Họ trả lời: "Hôm qua, vào khoảng 1 giờ chiều, cậu hết sốt." Người cha nhận biết đó chính là giờ Đức Chúa Giêsu đã bảo mình rằng: "Con của ngươi sẽ sống." Nên chính ông và cả nhà đều tin. Đây là dấu lạ thứ 2 Đức Chúa Giêsu đã làm sau khi Ngài từ Giu-đê về Galilee.